tao đã mất công theo dõi với cả xem story trước rồi thì phải tự biết chủ động nhắn tin, tự biết tìm đến tao đi chứ. Mô phỏng con gái ngày nay phiên bản lỗi, công khen khiến hội anh em phải tấm tắc khen vì không sai tí nào. What? Mới đây, TikToker công khen lại được dịp khiến fan cười bò vì màn hóa thân thần tốc chuẩn không cần chỉnh của mình. Và mục tiêu lần này anh nhắm đến chính là các chị em phụ nữ ngày nay. Cụ thể, màn hóa thân diễn biến như sau. Tao là một cái cá thể nó quá độc đáo và mất nước. Đó là cái sự thật không thể bàn cãi. Được cái người như vậy theo dõi trước thì phải tự biết chủ động, tự biết tìm đến tao đi chứ. Chứ tao không chủ động đâu. Tại vì mất giá, với cả cái thứ hai nữa là nếu mà có không thích tao ấy, nhỡ đâu người ta không thích tao thì quê. Với cả một cái điều quan trọng nữa là nếu mà có quen tao ấy thì tao chỉ thích cái mối quan hệ đấy nó dừng lại ở cái mức trên tình bạn, dưới tình yêu thôi. Tại vì tao chỉ cần cái người nhắn tin thính thủng quan tâm, vớ va vớ vẩn vui vui cho qua ngày thôi. Chứ tao nói thật với mày. Màn replay của anh khiến cộng đồng mạng phải tròn mắt ngạc nhiên. Hội anh em phải gật đầu như bồ củi vì giống y gì đứa con gái ngày nay. Đúng đó, chính nó rồi, còn ai vào đây nữa. Còn chị em xem sao cũng phải hoang mang, kiêm nhột nhột đôi chút, thấy như kiểu có hình bóng mình ở quanh đây. Dân tình đã phải đặt ngay cho anh một cái tên thân mật, chúa tể bọc mẽ sự thật, vị thần lên tiếng vì công khen. À không, công lý, đòi lại cho anh em một sự công bằng. Xem xong công khen thì phải cười trước đã rồi tính sau. Cái này phải gọi là kế bằng thực lực. Con gái chủ động bằng cách chấp nhận lời mời kết bạn và đăng story xinh xẻo cho anh ấy dễ. Chị em qua màn bóc phốt này phải suy nghĩ lại hành vi của mình ngay nhá. Thích thì nói, mà không thích thì cũng phải nói. Đừng có mà giàn giàn díu díu mập mờ, tội cả anh lắm nghe chưa. Cơ mà, tóm còn bỏ lại, anh em có ai thích màn hóa thân của anh chàng TikToker duyên hết phần thiên hạ này không? Comment ngay cho tôi biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.